Ừ đúng rồi, với lại là nắng sớm mà. Ừ, sớm mà tốt. Nắng qua đây chứ nhìn gì đã thấy vui rồi. Bôi ơi, rất thiên hậu đúng không? Xinh đẹp. Vui vui vui, mình cùng nhau đi. Sao lấy hao này thôi, chơi chơi chơi. Vui vui vui, năng động lên, mình sẽ vui bất tận. Mình sẽ chơi trò chơi tiếp theo là chơi trên bờ. À, giờ chơi tiếp theo thì con nghĩ là cũng có thể là chơi dưới nước, tại vì hôm nay mình đã công viên nước mà. Vậy các bạn có biết bơi không? Có. Thôi xạo quá ông ơi. Ờ à, đúng rồi, hôm qua mới nói mới tập bơi hôm qua mà. Ừ thì biết bơi rồi, tập bơi là biết bơi mà. Cũng dễ mà. Bơi thôi. Bơi gì? Bơi ở dưới nước rất là sâu. Bơi kiểu gì? Bình bơi kiểu như ngớt vậy. Trời. Gọi lại là bơi ếch. Yeah, hả? Bơi gì? Bơi ếch. Bơi ếch xong là phải bán cho cần đi vòng vòng luôn á. Con nghĩ chắc là trò chơi tiếp theo mình cũng có thể là kiểu như là chơi tìm những cái đồ vật dưới nước, giống như là hôm như hôm bữa chơi bạn ếch vậy á. Đúng rồi. Vậy cũng có thể là hôm nay đổi giống như là bạn đùa con hay là gì đó. Hay là bạn cá. Bơ với tôi. Yeah. Rồi, nhấc lên. Ok chưa? Dạ chị rất là mệt nhưng con đã hạng 4, hạng 3. Con chạy á, xém nữa là con thua rồi. Thì chạy rất là chậm mà còn bị té. Con phải giúp bạn té xuống như lại là nằm xuống luôn rồi. Sau khi chơi thử thách đầu tiên thì tụi con đã bị thất bại và rất là buồn luôn. Mà tụi con sẽ cố gắng để nhiệm vụ thứ hai thành công. Mà con thấy là một điều là mỗi lần mà khi mà quay lại một tập tiếp theo á, mà đầu tiên chơi thì các bạn luôn thất bại. Nhưng mà sau này á thì từ từ về sau các bạn lại rút kinh nghiệm về lại chiến thắng. Mọi người nhớ xem hậu trường của biệt đội năng động trên kênh YouTube Nestle Milo Việt Nam. Mọi người nhớ nha. Tạm biệt. Biệt đội năng động sẵn sàng. Đón xem nội dung mới vào thứ năm hàng tuần lúc 19 giờ trên kênh YouTube Nestle Milo Việt Nam.